Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định về lộ trình áp tiêu chuẩn khí thải đối với ô tô tham gia giao thông và ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu vào Việt Nam. Theo đó, ô tô lắp động cơ cháy cưỡng bức và ô tô lắp động cơ cháy do nén sản phẩm trước năm 1999 được tiếp tục áp dụng tiêu chuẩn Euro 1, mức 1. Loại sản xuất từ năm 1999 đến năm 2008 áp dụng mức 2 từ ngày 1 tháng 1 năm 2021. Loại sản phẩm sau năm 2008 áp dụng mức 2 từ ngày 1 tháng 1 năm 2020. Đối với ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu vào Việt Nam, quy định lắp động cơ cháy cưỡng bức, động cơ cháy do nén áp dụng từ mức 4 kể từ ngày 15 tháng 5 tới. Quy định này được phê duyệt trong bối cảnh tại nước ta ô tô tham gia giao thông và ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu vẫn áp dụng các mức tiêu chuẩn khí thải cũ quy định cách đây hơn 10 năm, đến nay đã lạc hậu. Hiện số lượng ô tô tham gia giao thông đang tiếp tục gia tăng, làm tăng tốc độ ô nhiễm không khí, đặc biệt là ô nhiễm không khí đô thị.